Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay cuối tuần thì trường có về một số đồ gỗ, đồ gốm và đồ đồng để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên trường chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, làm ăn phát tài phát đạt. Cuối tuần là gặp nhiều niềm vui. Thì trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường. Thì hôm nay thì trường có một bộ bàn ghế của chú anh chị nha, rất là đẹp nha. Một bộ này là 8 cái ghế và một cái bàn, bộ này tổng cộng là 9 món, rất là đẹp nha. Lâu lâu thì trường cũng mới sưu tầm về được một bộ thôi. Bộ này thì chạm đục thủ công tay, rất là đẹp của chú chị nha. Cái bộ này khổ phải chê vào đâu rồi thì trường lâu lâu mới sưu tầm về được một bộ. Giờ cái mặt dựa cái ghế của chú chị nha, có những miếng đá rất là đẹp nha. Gỗ là gỗ đỏ, hàng lành lặn và liền lạc. Cái ghế thì ta chạm đục bằng thủ công tay ha. Những cái con tiện này cô chú anh chị nha. Những cái chân ghế này rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Rồi, chiều xin phép đo cái chiều cao của ghế. Chiều cao từ cái mặt dựa cái ghế cao nhất của cái mặt dựa xuống cái chân ghế á là 1m1 phân. 1m1 phân của chú anh chị nha. Chiều ngang mặt ghế mình ngồi là 46 năm, chiều rộng mặt ghế chiều dài mặt ghế mình ngồi á là 42 cô chú chị nha. Rất là đẹp, một cái ghế gỗ là gỗ đỏ rất là chắc chắn nha cô chú chị, mặt trước mặt sau hàng lành lặn và liền lạc, rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Rồi đó là thông số cái ghế của chú chị, 8 cái ghế và một cái bàn. Rồi cái này là trường, đây là một cái bàn của chú chị nha. Ở dưới chân bàn của chú chị là thấy nè, nó chạm những con rồng, bốn góc, bốn cái chân, cái trụ của chú chị thấy, người ta đục chạm những cái hình giống như là hình những cái tháp như của chú chị nha. Cái chân thì thôi khổ phải bàn rồi, rất là chắc chắn nha. Chiều cao từ cái mặt bàn xuống cái chân bàn là 75 của chú chị, 75. Chiều dài của mặt bàn mình là 1m8 của chú chị, 1m8. Chiều dài là 1m8. Còn chiều dài của miếng đá trên cái mặt bàn mình là 1m57 của chú chị. Chiều dài miếng đá trên mặt bàn 1m57. Cái chiều ngang của mặt bàn mình là 90. Còn chiều ngang của cái miếng đá trên mặt bàn mình là 66 của chú chị. Đá vân mây rất là đẹp, rất là mát lạnh nha. Trên những cái ghế cũng có, mặt dựa cũng có những cái miếng đá vân mây rất là đẹp nha. Hàng thì không phải chê vô đâu rồi, cái bộ này mình để rất là lịch sự. Cái bộ này cô chú anh chị giờ mình thấy đục và chạm rất là đẹp nha. Xung quanh cái mặt bàn á cô chú anh chị nè, người ta chạm đục những cái giống như vẫy rồng của chú cha, vẫy vân vân. Rất là đẹp. Cái mặt bàn gờ dưới cái chân bàn của chú anh chị, mặt bàn gờ dưới chân bàn rất là nặng nha, cái bộ này rất là nặng. Trường bao của chú anh chị là trên 20 năm nha. Trên 20 năm. Cái phần nào của chú anh chị không được rõ thì kết bạn Zalo với trường, thì trường sẽ chụp hình và quay phim trực tiếp cho cô chú anh chị được rõ hơn cái món đồ mình sưu tầm về. Mã số 1E đầu tiên trường Zalo quý của chú anh chị là 65 triệu. 65 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Đây, trường mới sưu tầm về được một cái cặp đôn. Cặp đôn này thì khỏi phải chê rồi. Rất là đẹp nha. Giống như là hai tầng, hai lớp vậy. Ở trên là mặt đá, có những cái chạm nè, tích là chim hoa này của chú chị nha. Lâu lâu trường cũng mới sưu tầm được một cặp đôn đẹp như vậy thôi. Rất là đẹp của chú chị nha. Rất là đẹp, chạm đục thì hàng thì lành lặn và liền lạc, gỗ là gỗ đỏ của chú anh chị. Một cặp đôn rất là đẹp nha, những cái chân cũng chạm những cái bông mai rất là đẹp. Chiều cao từ cái chân tới cái mặt đôn là 81 của chú anh chị, 81. Chiều ngang của mặt đôn mình á là 54 năm. Chiều ngang của miếng đá trên cái mặt đôn mình là 41 của chú anh chị nha. Đá là đá vân mây của chú anh chị nha, đá vân mây rất là đẹp nha. Xung quanh này của chú anh chị thấy nè. Người ta đục chạm những cái này, những cái con tiện này rất là đẹp của chú chị nha. Rồi mã số
hai trường giao lưu quý của chú anh chị là 10 triệu, 10 triệu trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 3E của chú anh chị nha, trường có một bộ phù điêu nha. Đó là cái này là bằng đồng nha. Còn bộ máy là admin của Đức. Đó, cái bộ này là của Đức của chú anh chị nha. Đó, phía sau này á là hai nồi. Đó, đánh là đánh chuông của chú anh chị nha. Đó, đánh chuông, hai búa đánh vô cái chuông này. Đó, thì bao của chú anh chị về xài. Đó, của, trường bao của chú anh chị về xài sử dụng. Đó, không có bị lỗi lầm gì hết. Đó, bộ máy là ghim là 100% của Đức admin. Đó. Rồi, chiều cao của phù điêu này là 43, chiều ngang của cái chân phù điêu á là 35. 35 của chú anh chị nha. Còn chiều cao của cặp chân đèn này á là 43. Đó, chu vi hoành đế của cặp chân đèn này á là 49 cho chú chị nha. Tổng trọng lượng của hai cái chân đèn này là 5 kg của chú chị, 5 kg. Cái này bằng đồng hết cho chú chị, bằng đồng, trường bao của chú chị bằng đồng. Còn cái cân nặng của cái phù điêu này á là 7 kg, tổng cộng là 12 kg của chú chị, 12 kg bộ phù điêu. Đó, bộ phù điêu trường bao của chú chị về xài sử dụng. Mã số 3E trường giao lưu quý của chú anh chị là 13 triệu, 13 triệu trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 4E trường có một cái đèn mang sông nha, nó hàng nội địa. Đó, hình ếch cơ của chú anh chị nha. Đó, đây là chỗ nơi sản xuất và năm này của chú anh chị nè. Đó, đèn chế tim. Đó, bao của chú anh chị về xài. Chiều cao từ cái đầu đèn xuống cái chân đèn á là 39. Chu vi hoành đế là 52 của chú anh chị, 52 rất là đẹp nha. Cái đèn này thì trường sẽ vệ sinh lại, nếu cô chú anh chị giao lưu với trường và dẫn thay đổi ống khói với cái tim đèn. Đó, về cô chú anh chị cứ xài sử dụng bình thường. Rồi mã số 4E trường giao lưu với cô chú anh chị, một cái đèn mang sông 1.800.000 đồng, trường bao cái ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 5E, đây trường có một cái ca của chú chị nha, cái ca chất liệu là bằng đồng của Pháp xưa của chú chị nha. Đó, hàng thì tương đối là lành lặn và liền lạc. Đó, bằng đồng nguyên cái ca luôn của chú chị nha. À, chiều cao từ cái miệng ca xuống cái đít ca là 32. À, chu vi hoành đế là 32 luôn của chú chị nha, 32. Cân nặng của cái ca này là 400 gram, 400 gram. Đó, đây bên trong ở phía dưới này có hàng một chút xíu của chú anh chị nha. Đó, một cái ca. Rồi mã số 5E chiều giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu một cái ca, chiều bao đánh bóng và bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 6E đây trường có một cặp uyên ương của chú anh chị nha. Uyên ương chất liệu là bằng đồng, một con đực và một con cái. Đó, chiều cao của con đực á là 10, từ cái đỉnh đầu xuống cái chân á là 14, còn của từ đỉnh đầu với con cái á, xuống cái chân là một tấc. À, rất là đẹp của chú, rất là dễ thương nha. Chiều dài á là 20. À, chiều dài là 20, rất là đẹp nha, chất liệu là bằng đồng. Rồi tổng trọng lượng hai cặp nguyên ương này á, một cặp nguyên ương này á là 2,4 kg của chú chị, hàng lành lặn và liền lạc. À, rất là đẹp nha. Mã số 6E chiều giao lưu quý của chú anh chị là 2.200.000 đồng. À, 2.200.000 đồng chiều bao đánh bóng và bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 7E đây trường có hai cái mâm quả của chú anh chị nha. Hai cái mâm quả. À, chất liệu cũng là bằng đồng, mặt kính của chú anh chị nha. À, cái mâm quả này thì thường những ngày Tết á, mình làm bánh mứt á, mình để vô rất là an toàn vệ sinh, rất là sạch sẽ. Chiều cao của mâm quả này là 14 năm, chiều ngang của cái mâm quả này á là 30-34 của chú chị. Chu vi hoành đế của cái mâm quả này là 1m05 của chú chị, 1m05. Cân nặng của mâm quả này là 1,5 kg nha. Ủa, 1,7 kg của chú chị, 1,7 kg, hai cái là 3,4 kg. Rồi mã số 7E trường giao lưu của cặp mâm quả về trường giao lưu của chú anh chị là 3 triệu trường bao đánh bóng và bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 8E đây của chú anh chị nha. 8E, đó, trường có một cái khung ảnh nha, chất liệu là bằng đồng của Pháp xưa nha.
Đó, chất liệu là bằng đồng đó, để mình chụp hình lưu niệm gia đình mình rồi mình gắn vô cái khung ảnh này rất là đẹp nha. Chiều cao là 27, chiều ngang của khung ảnh là 25 đó, rất là đẹp nha cô chú chị nha. À, đây phía sau là có một cái chân chổi nha, ship ra ship vô được bình thường, mình gắn vô cái đại gia đình mình rất là dễ thương nha. Hai bên được hai khung ảnh rồi. Mã số 8E, chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị là 1.600.000 đồng một cái khung ảnh. À, chiều bao đánh bóng và bao ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 9E, đây trường có một cái căn bằng của chú chị nha. À, nguyên cái khung căn này thì trường cũng nói luôn là bằng sắt nha, nguyên cái khung căn này bằng sắt, chỉ có hai giá căn là bằng đồng thôi. À, rồi chiều dài của cái căn này là 55, ủa 25 năm, 25 năm của chú chị nha. À, chiều ngang á là 6 phân rưỡi, 6 phân rưỡi, còn cái chiều cao của cái giá căn này là 5 phân, chiều ngang của miệng giá căn này là 14 năm, chiều cao của giá căn phía bên này là 3 phân, chiều ngang của miệng giá căn này cũng là 14 năm luôn đó. Một cái căn bằng rất là đẹp của chú chị nha, căn được 1 kg đó. Mã số 9E, chiều giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 đồng. À, trường bao cái ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 10E, đây trường có một ấm trà nha, cái ấm này ấm khổng lồ nha, ấm này của Pháp xưa. À, chất liệu là bằng đồng. À, rất là đẹp của chú anh chị nha. Chiều cao từ cái quai ấm xuống cái chân đế là 36. À, chu vi hoành bụng của cái ấm này đi, chu vi hoành bụng của nó là 77 năm. À, chu vi hoành đế là 79 của chú anh chị, 79. À, hàng thì cũng có hao mòn tuổi thọ thì cũng có đắp giá một chút xíu, 2,2 kg của chú chị nha. Đó, xung quanh ở đây thì người ta cũng có hàng lại rồi đó, người ta cũng có hàng chì lại rồi. À, rồi mã số 10E, chiều giao lưu với cô chú anh chị một ấm trà khổng lồ là 1.800.000 đồng, 1.800.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú chị. Mã 11E, trường có một cái đèn Pháp xưa của chú chị nha. Đó, đèn Pháp xưa chất liệu là bằng đồng. Đó. Chiều cao của cái đèn này á là 53, từ ống khói chân đèn 53, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 30. À, chu vi hoành bụng của cái đèn này là 44, chu vi hoành đế là 45. À, rất là đẹp của chú chị. Ống khói là có logo của chú chị nha, đây ống khói có logo. À, trường bao của chú chị về xài được sử dụng bình thường, không có lủng chải, cứ lủng chải của hoàn hàng gì trường không bắt ship đâu nào hết. Mã số 11E, trường giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000 đồng. Một cái đèn dầu Pháp xưa. Trường bao đánh bóng và bao ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 12E, trường có mâm đồng treo tường của chú chị nha, tích là long phụng. Long phụng rất là đẹp, phía sau có móc treo tường của chú anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi chiều ngang của cái mâm này á là 52, lọt lòng là 40, cân nặng cái mâm là 1,2 kg của chú anh chị, 1,2 kg. Mã số 12E, trường giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu, trường bao cái ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi hôm nay trường cũng có một cái chục cái dĩa thất hiền nha. Đó, đây 7 vị hiền sĩ gốm Nhật xưa. Đó, trường bao của chú anh chị hàng nhẹ, hàng là đúng là hàng xưa. Đó, phía ở dưới đít dĩa cũng có cái mộc, đây là sông Long nha, có lộn vô một cái hai cái là cái sông Long đó, cũng là gốm Nhật thôi. Thì ở dưới này nó cũng có rạn nứt một chút xíu về thời gian của chú anh chị nha, nhưng mà hàng thì này là trường bao của chú chỉ của chú anh chị là hàng gốm Nhật xưa. Phía dưới có cái mộc rất là nhẹ, nước men thì không phải chê rồi. Chiều ngang của cái dĩa này là 13 năm. Đó, chiều cao của cái dĩa này là 2,5 phân, 2 phân của chú chị, 2 phân. Một chục cái trường giao lưu với cô chú anh chị là 2.800.000 đồng. Đó, 2.800.000 đồng, trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi trường có một cặp ché của chú chị. Đó, một cặp ché mã số 14E, nó gốm tàu xưa, hàng dĩa tay của chú, màu vàng đồng, tích là những chú chim hoàng anh và những đóa hoa phù dung. À, rất là đẹp nha. À, người ta dễ con chim hoàng anh và những con chim công, những đóa hoa thì khỏi phải bàn cãi rồi. À, rất là đẹp, nước men thì rất là sáng bóng.
hàng thì lành lặn và liền lạc. Chiều cao á, của cái ché này là 62, chu vi hoành bụng á, là 1m1, chu vi hoành đế là 71. À, rất là đẹp của chú chị, hàng lành lặn và liền lạc, gốm Nhật xưa, à, ổ gốm tàu xưa của chú chị nha, hàng lành lặn và liền lạc. Rồi mã số 14, 14A chiều giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu 500 nghìn đồng, 3 triệu 500 nghìn đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 15A trường có một bức tranh của chú anh chị nha. Đó, mã 15A trường có một bức tranh. Đó, Thiên Nga Hồ Sen. Đó, và những cây tùng người ta chạm, những cái được cẳng, những con ốc rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Đó, và những con chim tổ hú của chú anh chị thấy, những con thiên nga và những cái hồ sen, gỗ quăng gỗ thì tự nhiên gỗ là gỗ đỏ của chú anh chị nha. Xung quanh cái viền gỗ này á, người ta chạm đục những cái mắt tre nha, giống như hình mắt tre rất là sắc sảo nha. Ốc thì khỏi phải chê, khỏi phải bàn cãi rồi. Rất là đẹp của chú anh chị, chiều bao của chú anh chị rất là đẹp. Cái chiều cao của cái bức tranh này á, là 1m18, 1m18 của chú chị. Chiều dài của bức tranh này là 2m37, 2m37 rất là to bự nha, rất là rộng rãi nha. Mình treo rất là lực lưỡng, rất là sang trọng. Cái đố là 5 phân của chú chị, đố này 5 phân, rất là nặng nha. Thiên Nga Hồ Sen, người ta chạm đục những con ốc, những cái dây nho, người ta cẳng những con ốc này rất là đẹp nha. Ốc thì rất là to bự của chú anh chị, khổ cái chơi rồi. Chiều bao của chú anh chị cái bức tranh này là hàng đẹp, hàng chuẩn. Mã số 15A chiều giao lưu với cô chú anh chị một bức tranh gỗ gõ đỏ Thiên Nga Hồ Sen, 25 triệu, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 16A, đây trường có một cặp liễn nha. Cũng là gõ đỏ được cẳng ốc là cũng 7 màu. Đó là một một bên tấm liễn là một bông mai và những con chim. Còn bên đây là cũng là những con chim và những bông mua sen. Ở trên đây là có hai câu hai hai câu đối hai bên. Đó, rất là đẹp của chú chị nha. Chiều cao của cái bức liễn này là 2m21 của chú chị, 2m21. Chiều ngang của cái cặp liễn này á, của một bức một tấm liễn này á, là 24 năm của chú chị nha. Cái đố là 3 phân, rất là đẹp nha. Hàng thì vân gỗ thì cô chú chị không phải chê rồi, vân gỗ cái cặp liễn này là rất là đẹp nha. Mã số 16A trường giao lưu với cô chú anh chị là 15 triệu một cặp liễn gỗ gõ đỏ cẳng ốc 7 màu, rất là đẹp nha. Trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã 17A. Đó, đây trường có một cái tủ ly của chú chị nha, cái tủ trưng bày. Đó, cũng là gõ đỏ. Được là chạm đục là rất là đẹp nha. Được cẳng những con ốc 7 màu là xung quanh cái viền tủ là mặt cargo và những cái dây nho rồi ha, chùm nho rồi. Bên đây là tùng hạt Trường Sơn. Bên đây là chim hoa, cũng là những cái cây hoa mai và những con chim. Chiều cao của cái tủ này á là 2m3 của chú chị nha, chiều cao là 2m3. Đó, chiều ngang của cái mặt tủ này á là 1m21 của chú chị, 1m21. Chiều rộng của mặt tủ này á là 1m, ủa là chiều rộng của mặt tủ là 38 năm của chú chị, 38 năm. Đây, ở bên trong đây á là 4 ngăn của chú chị. Đó, rất là để đồ rất là thoải mái và rộng rãi nha. Đó, những cái ngăn người ta cũng có chạm, người ta có cũng có cẳng những ốc rất là đẹp nha. Đó, 4 ngăn. Đó, ở dưới đây thì hai cái hộc tủ hai bên nha. Đó, rất là đẹp của chú anh chị, hàng lành lặn và liền lạc. Cái phần nào của chú anh chị không rõ chi tiết nào cứ kết bạn Zalo với trường, trường sẽ chụp hình và quay phim trực tiếp cho cô chú anh chị được rõ hơn cái sản phẩm mình sưu tầm. Đó, rất là đẹp của chú anh chị nha. Rồi mã số 17E trường giao lưu với cô chú anh chị là 47 triệu, 47 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường.
Thì Trường rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ Trường. Một lần nữa kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, cuối tuần vui vẻ bên gia đình của chú anh chị nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.